nè. Xong thế. Bắt đầu lên rồi. Ui giời. Này thôi mà tốc độ cao lắm ấy nhỉ, này nó mới lên được chứ. Đấy. Đang ở tầm khoảng mấy 200-300 mét chứ mấy nhỉ. Đang lên. Đến mây rồi này. Đấy, đến mây rồi. Bay qua mây rồi. Bên trên mây, bay bên trên mây. Kia thì vẫn nhìn thấy này. Cao lắm. Bay dưới kia cái gì mà thẳng hàng thế nhỉ? Thì nhà mới lại đường ấy thì nhà đường kia kìa, nhìn xa xa toàn nhà mới đường. Xa toàn nhà mới đường. Nhà mới đường ở trên núi đấy. Không phải cái nó, nhưng mà nó quy hoạch kiểu gì đèo tăm tắp cái kia mà. Thành phố đấy chứ. Đây này. Đấy, vuông vắn cái kia mà. Tức là đây này, bây giờ nhìn thấy bên mây bên dưới này. Qua, bay qua mây rồi. Đây, mây đẹp không? À, bên trên tầng mây này đẹp nhỉ? Nhìn xuống rất đẹp nhỉ? Đấy. Mình nhìn ở dưới, bên dưới mây thì thấy xấu, trên mây đẹp thế. Kìa, chỗ đen đen là đã chắc đang mưa kìa. Hôm nay con chả thấy ù tai gì kìa.
Đấy, bây giờ nhìn xuống bên dưới nhà vẫn nhìn thấy nó nhỏ tí à. Quá đẹp. Hôm nay đúng là trời, ngày đẹp trời đấy. Bắt đầu bay bằng bằng rồi, thăng bằng rồi. Dâng lên à? Qua chỗ mây nhiều lắm rồi, bên trên mây cao hơn mây bao nhiêu rồi. Sông ấy chứ hay từ đường nhỉ? Sông. Sông gì nước đục ngầu ấy. Thấy bắt đầu ù tai rồi.